Thưa quý khán giả, từ lâu ẩm thực Việt được đánh giá khá cao với du khách quốc tế. Chẳng hạn như ở Hàn Quốc thì món ăn Việt Nam ngày càng phổ biến, các quán ăn thì luôn đông nghẹt người. Thực khách đến đây không chỉ bởi sự tò mò mà còn bởi hương vị của phở và bún chả đem lại. Và có một thống kê khá là bất ngờ khi mà lượng kiều hối hơn 10 tỷ đô la Mỹ hàng năm được rót về quê nhà. Nhưng mấy ai biết được một phần rất lớn đến từ các nhà hàng Việt ở khắp nơi trên thế giới. Vì thế, đi ngược với cơn lốc các thương hiệu đồ ăn thức uống quốc tế đổ bộ vào Việt Nam, nhiều trong người Việt đang có những bước đi đầu tiên mang thương hiệu của mình ra thế giới. Một bài báo của Retail News Asia từng gây chú ý với thông tin thực đơn gốc của cộng cà phê ở Việt Nam sẽ được phục vụ tại Seoul, bao gồm món cà phê dừa đặc trưng cùng một số món ăn vặt như đậu phộng, hạt hướng dương. Với số lượng người Việt Nam đông đảo tại Hàn Quốc, thì hướng đi mới của thương hiệu này là một bước chuyển mình khôn ngoan. Cũng trong chiến lược vươn mình ra quốc tế, công ty cổ phần đầu tư quốc tế Mặt Trời Đỏ chính thức đưa chuỗi nhà hàng Jewelry Việt đến Úc. Nhà hàng đầu tiên tại thành phố Melbourne và hiện có 4 món Việt Nam gồm gỏi cuốn, phở, bánh mì và bún chả trong thực đơn. Theo các công ty nghiên cứu, mặc dù Việt Nam có 149.000 điểm bán ẩm thực đường phố, nhưng chỉ 0,59% trong đó là những cửa hàng có thương hiệu. Ẩm thực Việt đang là lĩnh vực rất tiềm năng, không chỉ trong nước mà cả cơ hội đi ra thế giới. Kinh doanh ẩm thực là một ngành hứa hẹn nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là khi lớp trẻ đang có xu hướng muốn đi ăn ở ngoài nhiều hơn.